nè có khác gì nữa khác nè nè không nữa. Thì ở đây mấy cậu hỏi thì tôi cũng có biết nhiều thì tôi nói bao nhiêu. Thì đây lại phát cũng về để độ đời. Thì cũng cậu thì cũng có phần về, thì ai đúng thì nói đúng, ai sai thì nói sai. Chứ cậu cũng không có biết nói thêm nó bớt ai hết. Nhưng cậu thì thấy cũng giúp đỡ cho trần gian má tánh cũng rất nhiều. Thì cậu cũng để vui lòng để giúp cho trần gian, để cho biết tu hiền cũng lại ăn chay niệm Phật là chữa tu tâm chữa tánh. Chứ cậu cũng không có biết tranh chấp gì ai hết. Nhưng thì cũng trên Du Di thì biết thương cậu bé, thì tôi cũng rất mang ơn. Chứ đừng có để mà bình luận gì cũng tội nghiệp cho cậu bé. Thì cậu bé ở đây là người của đời, chứ không phải để người tranh chấp. Thì tôi cũng có đôi lời để nói vậy thôi, chứ cũng không biết hơn nữa. Dạ. Dạ. Mà mình biết, mình có biết là cậu bé về xác là cách đây bao lâu hả cô? Dạ, cậu này thì về giữ xác rồi tới chỗ khác. Dạ. Thì cũng nhiều cậu lắm, nhưng mà cũng có người nói về người nói khác, mình cũng chưa có được chính. Dạ. Vậy đó, nhưng mà thấy làm đâu thì cũng đúng đó, được đó. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Thì thấy về thì cũng giúp, thì cũng được đại khái đó. Thì nói đâu thì cũng có đó hết. Nhưng mà cái cú bệnh thì cũng được, bệnh thì cũng hết. Căng thì cũng về, nói căng thì cũng về đúng căng. Dạ. Cũng hợp với bên cái phần căng. Dạ, thì đây thì cũng tôi cũng xin tạ ơn công đức của bên cái hàng Du Di. Thì ai muốn bình luận thì cứ suy nghĩ lại cho đúng đi hả, bình luận chứ đừng có suy nghĩ mà không đúng, rồi suy nghĩ cũng tội nghiệp cho cái xác và bên cái phần của người ta. Dạ. Thì ở tối giờ con mới đến thì con thấy cậu bé giận lắm. Đúng rồi đó. Dạ. Bình luận nó này nó nọ dữ lắm. Bình luận là bình luận bên đâu, bên YouTube hay là bên cái điện thoại về bình luận á? À, điện thoại về bình luận là có nghĩa là điện cho cậu bé, điện Zalo em của cái xác á, điện cho em xác là điện những cái người thứ tư á. Dạ. Ba người chị em này ai cũng cũng có đi mà bằng căn gì nè. Dạ. Cúng kiến gì đó là điện cho cái người bữa giờ mình gặp á, là cậu bé đó, mượn xác đó. Dạ, cái em của cái người thứ tư. Dạ. Em của em người đó thứ tư mà bởi họ hôm về nói gì đó, rồi bên cái phòng người ta về. À, điện cho người thứ tư. Dạ. Rồi từ người thứ tư nói lại. Dạ. Là cậu bé, là cái xác cậu bé là thứ mấy? Thứ ba. Dạ. Đây thứ hai. Dạ. Con nhỏ ở dưới cờ đỏ thứ tư. Dạ. Dạ. Là chắc con nghĩ là chắc con bình luận bên YouTube hay sao đó, hay là điện cho chị gì đó đó. Thì cũng điện thoại về nói. Dạ. Rồi cậu bé nghe được. Cậu bé thì nói tại với cậu bé luôn á. Dạ. Rồi bên cái xác rồi bên phần người ta về, người ta cũng phiền hôm giờ dữ lắm luôn đó. Dạ, phiền nha. Dạ. Bởi vì con mới vô con gặp quá trời tức giận, cầm kiếm múa đồ. À, đó đó. Dạ. Bác sĩ. Thì mấy cậu này thì mấy cậu nói đâu là có đó đó. Dạ. Mấy cậu nói chết là chết, nói sống là sống đó. Thì mình thấy sao thì mình cứ nói vậy đi. Dạ. Dạ. Chứ không có nói thêm nói bớt gì hết đó. Đó. Như bây giờ thằng em thì người ta thấy đã nó có tai nạn, nhưng mà về không nói về ở trong cái phần, ở trong cái gia đình. Thì bây giờ nói bây giờ màn này tôi nghe khu hồn dữ lắm đó. Thì mới đó có 3 ngày là rồi nói bây giờ mình chạy tránh cái cây đó, nhưng mà cũng phải ôm cái cây đó thôi. Đó thì đụng như trong cái cây đó là bị rồi đó. Thôi. Dạ. Đụng vô cây bạch đăng đó là bây giờ vợ thì bán ăn bắt tội rồi. Bây giờ là coi như là thằng chồng thì bị gãy xương đùi đó. Nhưng mà ngày hôm qua là sự thật là Hường Đông là điện về là quá đúng luôn. Yeah. Mà mình không ngờ rằng là nói với trong gia của mình. Yeah. Đi đám dỗ về đó. Yeah. Mà nhờ có quấn lưới chạy xe, mà quấn lưới nó mới gượng, mới quấn cái lưới mà dịch lại nó bớt cái chớn trong thôi, có thể là chết. Yeah. Đó. Bây giờ đang nằm ở dưới trung ương, mà vợ thì bây giờ coi như là còn nằm phụng lại. Gãy mấy cái xương sườn mà nó lên tới trên này luôn vậy nè, vô phổi. Yeah. Á. Dạ. Yeah. Đó, rồi qua mổ lấy nước, lấy ba cái máu bầm ở trong phổi rồi. Rồi bây giờ còn bên ấy cái người này là sống gì thôi chứ không có làm cái chi chi mà được nữa. Dạ. Yeah. Mà chờ ở trong nhà của cô luôn.
Dạ thì dạ. Em út á. Em út dạ, của chồng cô. Em út á. Dạ, dạ. Đúng rồi. Là em út của cái xác cậu bé vậy luôn. Dạ. Rồi cậu bé về nói gì? Thì mới đầu tiên thì em mình nó chưa có cái thể ra tai nạn. Dạ. Thì bây giờ nói là cậu bé về nội khơi thôi. Dạ. Nói màn này gán tu nha. Cô hồn dữ lắm đó. Thì mới nói có 3 ngày là em mình bị đó. Dạ. Nói đi mình tránh cái cây không có khỏi đâu, nó phải đưa mình vô cây đó. Dạ. Nó tránh chính xác như vậy luôn đó. Trời ơi. Thì chạy đi vướng đụng cây lật đằng đó. Dạ. Rồi cái cây nó đâm vô đầu người em mình nữa đó. Mấy phân á. Rồi con vợ thì bị gãy cây xương vai. Gãy 3-4-5 cộng đi 3 sườn. Dạ. Rồi tùm lum mặt mày hết trơn, nặng lắm. Dạ. Dạ. Gãy xương sống luôn nè. Dạ. Đi là nặng lắm luôn, bây giờ nằm chưa biết là tỉnh chưa nữa nè. Thì bây giờ mình cũng đang cầu nguyện đó cho em mình cho nó được khỏe thôi, chứ không biết làm sao giờ. Là nằm ở Cần Thơ? Dạ, nằm ở Trung ương. Dạ. Dạ. Bởi vì bây giờ nói chung là cậu bé nói là mình phải nghiên cứu. Nhưng mà tại cậu bé nói là không có nói là trong cái gia đình để cho mình, để cho em mình nó giữ. Mà cậu bé nó khơi khơi mình tưởng đâu nói ra ngoài để phiên trần gian tu hiền thôi. Nhưng không ngờ nói là nói trong gia. Dạ. Đó. Thì nãy giờ cô tâm sự thì anh em con rất là cảm ơn. Dạ. Dạ. Cũng để, dạ, 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 để dạ. Anh em con hiểu thêm. Rồi dạ. Quý khán giả xem cái kênh của hai anh em con cũng hiểu thêm về cậu bé. Dạ. Thì nếu các bạn nào nếu thích đó, thì xem. Còn thích thế thì cũng đừng có bình luận là nấu này nấu kia. Thì nói chung là cậu bé làm cái này là cái tùy tâm thôi. Còn cậu bé không có nghĩ là không có làm cái bệnh này nhiêu tiền, không có. Thật cậu sự bé là không có ăn tiền, cậu bé để làm về để nhờ cái du di về để, để cứu độ cho trần gian ba tánh là biết quay đầu nhờ thôi. Dạ. Còn, không có nói gì hơn thôi, cao thấp gì hay nói chung là không có lấy đó. Tiền mà người nào có tiền gửi xét á, nuôi xét á thì cậu bé vẫn nhận, đúng không con? Dạ. Thì các bạn xem thì nếu có thích á thì cứ xem, còn không thích á thì để những cái người có căn hoặc là có bệnh người ta xem, người ta biết được người ta sửa, người ta trị bệnh.